Chào mừng các bạn đã đến với Học viện Khởi nghiệp Nhiếp ảnh Bon Academy. Tiếp theo cái chương trình học Photoshop online ha, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý một tấm hình theo tông màu hồng nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ làm cái hình này, ta mở cái file này lên. Thì đây là cái tấm hình này, mình chỉnh nó theo cái tông màu hồng. Thì vì sao lại chỉnh theo cái tông này là bởi vì khi mà tấm hình này mình chụp ở Đà Lạt nha mọi người. Khi mà mình chụp cái tấm hình này á, thì mình đã cố tình mình add cái gọi là foreground, là cái hai cái vùng màu hồng này ở hai bên đó, để cho người mẫu ở giữa. Cái hoa này thì cái hoa lúc đó ở Đà Lạt nó cũng là hoa màu hồng luôn. Thì mình đưa cái ống kính vô xuyên, chụp xuyên qua cái cụm bông hoa này, thì tự nhiên nó tạo được cái hiệu ứng này ha. Thì đây là mọi người đang coi cái tấm hình mà mình đã xử lý. Giờ mình tắt cái layer retouch này đi. Đó, thì đây là ảnh gốc này, ảnh gốc thì nó không được tươi bằng và cái màu hồng nó cũng không được đẹp bằng sau khi đã xử lý ha. Đó, thì trên cái tấm hình này mình sẽ làm ba công đoạn. Công đoạn đầu tiên là mình sẽ chỉnh da của mẫu. Công đoạn thứ hai là mình sẽ chỉnh eo. Rồi công đoạn thứ ba là mình chỉnh màu ha. Mình phóng lớn lên cho mọi người coi khuôn mặt một chút này. Đây là ảnh gốc này ha. Ảnh gốc thì nó có da, nó có một số cái điểm đen đen và nó có những cái sợi tóc vẫn còn bay trên trán. Đây là ảnh đã xử lý này ha. Rồi. Mọi người có thể download cái file này ở cái file này ở phần dưới cái phần mô tả ở dưới video này nhé, để download về để thực hành nha. Rồi chúng ta sẽ xóa cái layer này đi để chúng ta bắt đầu từ đầu nha. Rồi thì như thường lệ là nhấn Ctrl Z để chúng ta nhân đôi cái layer này lên để chúng ta xử lý trên đây, đổi tên nó ha. Cái bước đầu tiên là vẫn là cái bước chỉnh da. Chỉnh da đây thì mình dùng cái công cụ Spot Healing Brush Tool này nhé. Rồi phóng lớn lên để chỉnh này. Đấy, với công cụ này thì mình chỉ cần chấm hoặc là kéo vào những cái điểm mà nó không được đẹp thôi. Thì mọi người có thể dùng cái dấu ngoặc vuông bên trái hoặc là ngoặc vuông bên phải để phóng to và thu nhỏ con chuột này nhé. Nó cái vết này nó to thì mình phóng to ra này. Đó, đối với những vết nhỏ thì mình thu nhỏ lại. Thì mình giải thích một chút xíu là cái công cụ này á, nó sẽ mình chỉ việc chấm vào những cái điểm mà không được đẹp thôi. Phần còn lại thì Photoshop nó sẽ sử dụng thuật toán của nó. Cái thuật toán của Photoshop á, nó sẽ căn cứ vào những cái vùng da ở xung quanh cái vùng da bị lỗi á, nó sẽ căn cứ với vùng đó để nó dùng thuật toán, nó nội suy, nó tính toán ra được cái da mới cho mình. Thì mình thấy công cụ này rất là tốt và khả năng đáp ứng của nó phải tới hơn 90% á. Có nghĩa là đa phần là nó tính là ok. Còn lại thỉnh thoảng có những chỗ mà nó thuật toán của nó làm ra không được đẹp lắm thì mình sẽ undo lại ha, để mình làm lại. Thì mình thấy cái công cụ này nó giúp cho cái người mà xử lý da tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Bởi vì đơn giản là mình chỉ việc chấm thôi hoặc là kéo thôi. Còn lại là Photoshop sẽ tự lo ha. Đó. Mọi người lưu ý là cái kích thước của cọ, tức là cái điểm nào nó to thì mình mới để cọ to, còn điểm nào nhỏ thì mình để cọ nhỏ nhé. Chúng ta hạn chế sử dụng cọ to, bởi vì khi mà cái điểm nó nhỏ mà mình lại sử dụng cọ to thì chứng tỏ là Facebook nó phải thay thế cả một cái vùng da to, mà trong khi đó những cái vùng da đó là nó đã là tốt rồi, mình đâu cần thay thế đâu, mình chỉ cần thay thế cái điểm nhỏ thôi, đúng không? Cho nên là hãy lưu ý chỗ đó. Có một số bạn muốn làm cho nhanh để cọ to nhấn phát, nhưng mà thực chất như vậy nó không có đẹp, nó không có hay ha. Đây là cái kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm của mình xử lý da nhiều năm. Rồi, đó là da này. Tiếp theo chúng ta sẽ bóp cái eo này một chút xíu ha. Rồi, vào filter, chọn liquify. Bóp cái eo này một chút. Để ở đây này, kéo một chút ha, cho nó, chúng ta có thể để to để đẩy này, đó. Rồi, được rồi đó.
Ok ha. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ làm màu ha. À, mọi người nhớ không phải nhớ mà ủng hộ mình bằng cách là vừa coi thì vừa like nha. Like giúp mình cái video này nhé. Ha, coi như là để ủng hộ mình mà mình cũng có thêm cái động lực mình làm nhiều cái video khác nữa ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm màu. Thì đầu tiên như mọi lần mình hay làm thì đó là mình dùng cái công cụ Selective Tool, à Color này nha. Đó, rồi chờ mình chút, ai nhắn gì đây, chờ mình chút nha. Ok, rồi thoát công cụ này đi. Mình chỉnh ánh sáng trước thì ảnh thì nó hơi tối. Mọi người chọn cái brightness and contrast trước nha. Rồi, mình sẽ tăng sáng nó lên một chút nè. Tăng dần dần thôi. Sáng quá. Ok, rồi mình tăng sáng lên chút. Tiếp theo, mình mới chỉnh đến màu. Đây, nhấn cái này, nhấn nhầm rồi. Đây. Rồi, thì ở đây á, mọi người thấy là nó có hai cái mảng màu chính. Thứ nhất là cái màu màu xanh lá cây là màu green này ha. Thứ hai là cái màu hoa này là màu magenta đó ha. Mình sẽ chỉnh trên hai kênh này. Chọn ở đây này, mình chỉnh kênh green trước nha. Rồi, thì đối với cái mảng màu green này á, mình muốn cho cái màu green này nó tươi hơn một chút xíu thì mình sẽ kéo cái thanh này ha, kéo qua trái. Nghĩa là tăng màu green lên. Cho lên 50% luôn đi. Đó, mình cho mọi người coi này, trước này sau này. Đó, mọi người thấy cái màu green nó tươi lên này đúng không? Rồi, bây giờ tiếp theo nữa mình sẽ chỉnh đến cái màu magenta. Đó, magenta thì mình đầu tiên là mình sẽ pha thêm đỏ cho nó một chút ha. Đó, cho thêm nó thêm một ít đỏ. Cái màu đỏ là cái thanh cyan này này mình kéo qua qua trái thì là tăng màu đỏ và kéo qua phải là tăng màu cyan nha. Mình tăng thêm màu đỏ một chút cho nó rực rỡ hơn một chút. Đó, cho nó tầm đây. Rồi, tiếp theo nữa mình cũng sẽ pha thêm nó một chút cái màu vàng vào đây nữa để cho cái màu màu hồng này nó được chuyển màu ha. Nó chuyển qua vàng một chút xíu. Cho nó. Rồi, coi này. Trước này sau này. Đó, mọi người thấy cái màu magenta nó đẹp hơn đúng không? Đẹp hay không là tùy mắt mọi người nha, nhưng với mình thì mình thích cái chỉnh này hơn này ha. Rồi ok. Tiếp theo nữa mình sẽ dùng công cụ curve. Đây. Để mình chỉnh cái độ độ sâu cho ảnh chút ha. Đấy. Cái curve này vừa chỉnh sáng và vừa chỉnh sâu luôn. Chút xíu thôi. Curve không cần nhiều. Tại cái ảnh này đã có chiều sâu rồi. Đó, chiều sâu được rồi đó. Ha. Rồi. Tiếp theo nữa mình sẽ sử dụng cái công cụ này, Hue Saturation. Cái công cụ này á nó sẽ cho phép là đây này, nó cho mình 1 2 3 cho mình 6 kênh này, 6 kênh màu ha. 6 kênh màu để mình chỉnh được trên cái 6 kênh màu này ha. Và ở bên dưới nó có 3 thanh này. Bây giờ mình ví dụ nha, mình sẽ chỉnh cái màu magenta này nha. Magenta này. Đó, bên dưới này nó có 3 thanh thì cái thanh hue này là cái thanh mà nó xiết màu, tức là đổi từ màu này qua màu khác nè. Mình kéo cho mọi người coi đấy, nó xiết màu này, kéo nó đi là nó biến đổi này ha. Đó, cái kênh hue là cái kênh biến đổi màu ha. Cho lại như cũ đi để mình giới thiệu này đã, chỉnh sau nha. Rồi, cái saturation này là độ bão hòa màu, tức là độ đậm nhạt của màu. Mình kéo này. Đó, mọi người thấy đậm không? Kéo xuống này nó nhạt này đó. Kéo về đây hết là nó về không này. Mà kéo qua đây hết là nó tăng nhất này ha. Đó. Cái saturation là độ đậm nhạt của màu, cái hue là cái xiết màu, tức là chuyển màu, còn cái lightness là cái độ sáng của màu. Mình kéo qua đây mọi người thấy nó sáng hơn này. Cái màu nó sáng lên này ha. Rồi kéo qua đây màu nó tối này, đó. Rồi giới thiệu cho mọi người sơ qua như vậy ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu chỉnh. Thì cái này là mình dùng cái này để mình xiết cái màu magenta một tí, tại mình vẫn thích nó qua cái nét pha vàng một chút. Đó. Rồi. Này coi trước sau nha, trước này, sau này. Đó, mình thích cái màu này hơn này. Đó. Rồi.
Tiếp theo nữa, hồi nãy á, mình chỉnh á, thì mình cái khi mình chỉnh curve á, thì cái tóc này, tóc của người mẫu nó hơi đen quá, thì mình muốn đẩy cái vùng tối này lên chút xíu để cho nó đừng có bị đen quá, thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ là level đây vào đây nha. Cái level này á, thì đây nó có hai cái, mọi người chú ý nó có hai cái điểm chấm này, điểm này á, là điểm sáng ha, cái này là điểm tối, thì mình sẽ đẩy cái này qua một chút. Đấy. Rồi. Mọi người coi nè, trước sau này ha, đó cái vùng tối nó được lên trước rồi ha. Đó, cho nó thêm lên 7 đi. Rồi. Đó, thì nãy giờ mình làm 5 cái này ha, bây giờ mình chọn, mình group nó lại nha, nhấn vào đây để group, tạo hình group này. Mình đổi tên nó thành color đi ha. Ví dụ vậy để cho mọi người coi. Rồi, bây giờ mọi người coi trước và sau nha. Trước nè, sau nè, trước nè, sau nè ha. Rồi mọi người nhớ lưu lại ha, lưu rồi. Xong tiếp theo nữa là lưu file JPEG. Mọi người nhớ là download cái file này về để thực hành ha. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình, để lần sau khi mình ra cái video mới thì mọi người lại có thể coi được và thực hành được tiếp nhé. Rồi chúng ta lưu lại. Rồi, vậy là xong rồi. Chúc mọi người học Photoshop vui nha. Bye bye.